1.450.000 đồng ha. Giảm cân này của Pháp, của công ty mỹ phẩm Laura Zinzai sản xuất tại Pháp, được chiết xuất từ hạt Corona và tảo bẹ. Nó giúp cho giảm cân an toàn, nó không xuống cân quá nhiều nhưng mà nó xuống một cách an toàn cho các bạn. Cho nên để mà các bạn yêu cầu là chị ơi có giảm cân nào xuống cái vèo 7kg, 10kg thì Kim Anh xin lỗi, Kim Anh không làm được. Tại vì cái giảm cân đó là nó bắt buộc phải có hóa chất trong đó, nó có những cái thành phần cấm ở trong đó nên nó mới phải xuống nhanh như vậy. Bên Kim Anh là không có sản phẩm đó, vì vậy cho nên là sản phẩm giảm cân này của Kim Anh nó chỉ là giảm vừa phải thôi nha cả nhà. Rồi đã xe, chúc mừng Bình La nha. Nó không mệt, nó không bị kiểm soát bộ não và nó ăn uống bình thường lắm. Nhưng mà các bạn lưu ý dùm Kim Anh nha, khi uống cái giảm cân này á, nếu mà các bạn bị thèm ăn, các bạn cố gắng đừng ăn dùm Kim Anh. Tại khi mà nó thèm ăn tức là người mà nó đang tan mỡ, nó đang chuyển hóa thành dinh dưỡng cho mình mà nó bắt mình phải ăn, mà để nó bù đắp lại cái năng lượng đó, bù đắp lại cái mỡ đã mất đó. Mà bây giờ các bạn ăn tức là các bạn đã chiều theo cái thân thể của nó rồi. Như vậy thì các bạn sẽ phải bị mập ra nữa mà cân thì không xuống nha. Đã xem. Rồi.